Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu các bạn, đây là cây đậu bắp không phải do mình trồng. Chị ơi, cho em hỏi thăm cây này trồng bao lâu có trái vậy chị? Trồng chừng mấy chục ngày hả ta? À, chị mới trồng đây mà, chắc cũng 20 ngày hả? Vậy là chị nói trồng 20 ngày là nó ra bông có trái. Mà trái ăn được bao lâu chị? Cây bắp hả? Thì nó ra mấy ngày là ăn à? Không, ý em nói là một cây nó ra được khoảng mấy trái á? Nó ra ăn phải mấy tháng. Trời ơi, cây đậu bắp mà ăn dữ vậy hả chị? Thì cứ vậy nó lên mình ăn hoài. Mình đếm cho các bạn coi nha. Đây là một cây nha, cây phía bên này nha. Có một trái nè, hai trái nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè, tám nè. Sơ sơ thôi là cây này tám trái rồi các bạn. Thấy đã ha các bạn. Còn bên kia là hoa sam, 10 giờ sam. Đó, mà chỉ trồng nhiều cây đậu bắp này lắm. Đây nữa nè các bạn. Đây, nguyên một trái đậu bắp non này ăn rất là ngon. Đậu bắp non luộc ngon lắm chị. 1, 2, 3. Đó, đã không? Mấy cây kia nữa. Mình cho các bạn xem hoa đậu bắp nha. Đây nè, hoa đậu bắp đây nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy mình hay không? Không có trồng đậu bắp mà vẫn có cây đậu bắp để quay cho các bạn coi đó. Thôi, video chém gió của mình tới đây là kết thúc rồi. Mình chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau ha.